Ê, sao con 15 Pro Max của mày màu xấu lạc quẻ như này? Các bạn nhìn đi, giữa bốn cái máy đang màu titan tự nhiên thì tự nhiên sao lại ra cái con iPhone lại màu xanh như này? Màu xanh này mới màu đẹp thực sự mà mọi người không biết nhìn. Còn nói thật, màu này mình thấy tương đối nhạt nhòa, nó như kiểu là màu bạc nhưng mà bị phớt phớt đi, nhìn rất Nhưng khó chịu. mà cái màu bạc nó mới thể hiện cái sự sang trọng, đúng không ạ? Ví dụ như nhá, mày nhìn thấy là giải nhất là vàng, giải nhì là bạc, thế Đây là còn màu giải mấy xám. là màu xanh. Và hôm nay thì bọn tôi sẽ so sánh nhanh với các bạn iPhone 15 Pro Max và S23 Ultra. Bởi vì S24 chứ. đấy, nhìn còn không nhận ra, bây giờ bảo các bạn S23 Ultra thì các bạn cũng sẽ tin, ngoại trừ cái màu mới. Nào, bắt đầu video so sánh ngày hôm nay. Điều đầu tiên thì có lẽ là mình để chọn giữa hai chiếc điện thoại này trong một thời gian mà đi Mỹ sử dụng, thì thực sự ra mà nói thì anh nói về cái màu sắc và thiết kế trước. Đúng rồi, Anh thích cái chiếc Galaxy S24 Ultra hơn so với 15 Pro Max. Nếu để mà dùng bình thường thì em sẽ lựa chọn là S24 Ultra. Ừ. Còn nếu mà để mang đi như kiểu đi chơi cái thứ thì em sẽ dùng con này. Bởi vì sao? Nó nhét vào túi quần nó tiện. Ừ. Đấy. Trong khi đó Galaxy S24 Ultra khi bạn nhét vào túi quần thì bản chất rồi, do thiết kế của nó vuông quá, thành ra những cạnh này nó sẽ chọc vào quần. Ừ. Nó hơi bị khó chịu ở cái phần đấy. Em cũng dùng một số em như kiểu Nubia Red Magic 8F Pro chẳng hạn. Những em này chỉ hợp nhất là túi áo thôi, còn túi quần thực sự nó tương đối khó. Được cái là mình thích là cái con S24 Ultra này, nếu mà cầm bình thường ấy thì cái việc nó làm rất cấn là cái điểm mà khiến ta cầm thì đau tay. Đúng rồi. Nhưng mà có một cái điểm mạnh là nó cầm trong tay nó chắc hơn. Cái con iPhone 15 Pro Max này này, ở thiết kế của sản phẩm này thì nó tạo ra một sự rất là mượt mà, tức nghĩa là cái từ khung viền cho đến cái mặt lưng ấy, nó liền mạch với nhau. Nhưng mà nếu các bạn cầm lâu ấy, đặc biệt anh em nó ra mồ hôi tay ấy, là nó rất là trơn. Rồi, và về thiết kế của hai chiếc smartphone này thì Galaxy S24 Ultra năm nay anh rất thích một cái điểm nữa là cách nó làm cái loa ấy. Loa nó là một cái kẽ mỏng thẳng, đấy. Nó khá và ok. nó không kiểu có đục lỗ như thế này, nên mà cái cảm giác cái máy tự nhiên trông nó liền mạch. Đúng đấy rồi. Là một cái mà anh khá là thích. Nếu các bạn nhìn kỹ nha, bên trong là nhìn thấy cái nhựa, màu nhựa của cái con S24 Ultra có chỗ cổng sạc trắng trắng. Nó sẽ được làm đấy, kiểu là nó được đồng đều. Ngày trước thì anh không thấy được Samsung làm được cái sự đồng đều. Ngày trước là chỗ này làm màu đen thì vậy. Đó, thì đây là những cái điểm mà anh rất thích ở trên Galaxy S24 Ultra. Năm nay có thể nói độ hoàn thiện và thiết kế không gì phải chê. Và chắc chắn là mình muốn nói đến là cái màn hình. Cuối cùng thì nó bỏ màn hình cong đi, phát sang màn hình phẳng. Bây giờ chúng ta phẳng. Anh rất thích cái việc mà sử dụng cái màn hình phẳng này. Ở năm nay là cái phần viền của nó làm cân, rất cân luôn. Ừ. Hôm trước để ý cạnh chiếc Galaxy A23 Ultra mới thấy là cái phần viền dưới nó mỏng hơn rất là nhiều. Ừ. Và nhìn nó cũng bốn cạnh cân đối. Nó thật là giống hệt mấy em Nubia. Đúng rồi. Phần viền của nó cũng công như nhận vậy. Mọi người cứ nói giống Sony, nhưng nếu các bạn dùng gần đây thì phải nói là những con này giống Nubia. Đúng. Tại vì Sony thì không làm kiểu các cạnh là mỏng đều. Đúng. Và đúng. Nubia mới làm, nên đúng ra là những cái máy này là nó giống cái con Z50 Ultra hay Z60 Ultra. Đấy, chính xác giống mấy con đấy. Và thực sự con này làm cam ẩn nữa thì đẹp, nhưng mà anh cảm thấy là Samsung giữ cái cam selfie chúng ta này, thứ nhất là đục lỗ thì nó bé, mà chất lượng của nó chất lượng thì nó rất là cao. Tốt. Đấy. Rồi, bây giờ thì nói về cái màn hình hiển thị thì cái độ sáng của nó là 2600 nits, nhưng mà chú có thấy khác gì so với 15 Pro Max không? Em nói thẳng là em không thấy khác, bởi vì thực tế là những cái độ sáng này đa số sẽ chỉ ra ngoài trời thôi. Mà em thấy là ra ngoài trời có một cái vấn đề đó là thời tiết tại Hà Nội hiện tại đúng rồi, thì nó không ảnh không hưởng đủ quá nắng nhiều mà trải nghiệm đấy. Đúng không? Thành ra anh đi Mỹ thì anh thấy khác biệt. Hôm đấy ngay tại cái phòng trải nghiệm của Samsung thì có một đoạn clip là họ dùng một cái nguồn sáng cực mạnh từ cái đèn này chiếu phản thẳng vào hai con là S23 Ultra và S24 Ultra là để so sánh cái độ sáng tối đa. Thì không hiểu sao lúc đấy thì hỏi cái ông nhân viên Samsung thì nói rằng là cái độ sáng này tối đa nó sẽ phủ ở trên màn hình chứ không phải là một vài điểm. Thì cái thông tin này không biết chính xác không? Cái tính năng vision booster đó. Nhưng mà tức nghĩa là nó quan trọng là nó sáng toàn bộ đấy, chứ không phải là sáng từng vùng. Bởi vì chúng ta biết nhá, những chiếc điện thoại Trung Quốc là độ sáng lên đến 4000-4500 là nó, sáng từng vùng. Nó sẽ chỉ pick được một số điểm nhất đúng định rồi. Thôi. Và nó là sẽ liên quan đến cái nội dung HDR. Nhưng mà hôm đó là họ mở bộ cái clip bình thường thôi. Và ông kia nói rằng là nó sẽ sáng toàn bộ màn hình là tối đa. Thì đây là một cái điểm mà anh thấy khá là hay. Nhưng mà đúng như cái trải nghiệm bình thường là giữa con S 24 Ultra này hay iPhone 15 Pro Max thì mình đều thấy là nó vượt qua cái ngưỡng mà để các bạn sẽ cảm nó đều đã quá sáng này, cái độ chi tiết và hiển thị màn hình thực sự nó đều đã quá ngon. Và đúng anh rồi, nghĩ sẽ cái việc so sánh những thiết bị này với nhau không còn ý nghĩa nữa rồi. Mà có một cái nữa thì mình cũng thấy rằng là Samsung làm giống Apple là họ không có miếng dán màn hình, trong khi các hãng khác thì chúng ta sẽ có miếng dán màn hình là ít nhất có một cái miếng dán cơ bản. Đa số các hãng Trung Quốc là sẽ có cái miếng dán cơ bản như thế. Và năm nay Samsung thì có khoe là sử dụng một cái kính cường lực mới AMOLED, tinh AMOLED. Và họ nói là cái kính cường lực, nói chung là ông Samsung và Apple bây giờ làm giống nhau, đó là Samsung cũng không muốn sử dụng là Gorilla Glass theo cái tên mà các hãng mà đang dùng. Đúng rồi, nên đổi sang một cái là AMOLED, đó khi các hãng khác là hay Samsung trước đây là mới nhất là Victus 2
Em nghĩ là đây có thể coi là đi đêm đi. Bởi vì có khi là ông Samsung đi đêm với là ông tự lấy một cái tên riêng giống như ông này là lấy Ceramic Shield. Đấy, hoặc và cũng thể là đây là một cái phiên bản mới, bởi vì thường là Samsung sẽ được dùng ưu tiên dùng. Đúng rồi, sau đó là các ông kia mới được dùng. Đấy, chính là một cái cách mà chúng ta có thể thấy là họ sẽ marketing. Bây giờ mình sẽ nói về giá bán đi của hai con này, bởi vì nhá, ngay cái hôm mà ra mắt S24 Ultra thì anh thấy ở trên mạng là giá từ 33 mấy. Sau đó là có những người bảo là mua voucher được 23 Cái đấy chính xác là tùy người mới mua ở trên. Có một số người ad thanh toán vào thì không thanh toán được. Rồi, nha. Còn iPhone 15 Pro Max thì vẫn duy trì cái mức giá đâu đó khoảng trên 30 triệu đồng. Bây giờ nếu mà săn được thì chắc khoảng tầm là 30, 29. 30, rồi. Đấy gọi là giá hiếm ấy. Rồi, ok. Còn với con S24 series thì mình sẽ check một số đại lý nha. Sam Center bên này thì chuyên bán Samsung rồi. Nghe tên là biết. Tặng phiếu mua hàng là 5 triệu, thu cũ đổi mới là trợ giá là 7 triệu nhá. Rồi. Bộ quà pre-order cho 300 khách hàng là 1 triệu này. Giới hạn dành cho 40 khách hàng đến nhận hàng đầu tiên là bộ quà 5 triệu. Có cả tai nghe, củ sạc, ốp và 2 năm Samsung Care Plus. Như vậy tính ra con này đâu đó nó cũng sẽ dưới mức giá là 33 triệu. Tại vì phiếu mua hàng đã là 5 triệu rồi. Nếu mà giá nên biết là 33 trừ đi 5 là còn 28. Chưa kể là nếu bạn nào thu cũ đổi mới thì chúng ta sẽ được trừ đến 7 củ nữa. Đúng rồi. Chưa kể là giá của những em như kiểu là S23 cũ ấy thì người ta cũng thu cũng khá là hời. Rồi, nói chung là thôi. Cái đó thì các bạn nếu mà muốn thu cũ đổi mới các bạn tự tham khảo. Nhưng như vậy giá của S24 Ultra vẫn sẽ thấp hơn iPhone 15 Pro Max. Rồi, ok. Thì bọn mình sẽ để thông tin giá bên dưới anh em tham khảo và cũng như là bàn luận với nhau anh em check cho kỹ. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái benefit của Samsung và như Apple đem lại ở đây thì cũng giống nhau là gì? Vâng. Hai ông này đều đếch có củ sạc. Có một cái cáp sạc, không có giá màn hình, không có ốp lưng. Đấy, nên nói chung là người dùng phải tự mua đồ chơi hết. Bây giờ em biết được một thông tin nữa, đó chính là năm nay thì Samsung họ cũng sẽ thêm một cái dòng cảnh báo. Đó chính là nếu mà chúng ta dùng các củ sạc bên thứ ba có hiện tượng là bị bong lớp phủ anode. Tức là cái này nó còn nghiêm trọng hơn việc là ảnh hưởng sạc các thứ hơn. Nó có thể là hỏng pin. Đấy, cái này là chúng ta phải đọc rất là kỹ ở trên trang của Samsung ấy. Ok, thì đấy. Các bạn thấy nhìn trên màn hình này thì Khôi sẽ hiển thị cái thông tin này cho các bạn đọc cho kỹ nha. Như thế là năm nay có vẻ như là về pin các hãng cũng sẽ thận trọng hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nói về pin thì con S24 Ultra là một chiếc điện thoại pin tốt một cách bất ngờ. Đồng ý. Quá tốt. Đây, mình có bằng chứng luôn. Thì đây là cái chụp màn hình screenshot của mình trong cái thời gian mà mình đi Mỹ, mình sử dụng trong vòng 3 ngày sau khi nhận máy. Vào ngày 19 tháng 1 thì sau khi dùng 2 tiếng 25 phút pin còn 41%. Sau đó là mình đến ngày 20 tháng 1 mình sạc đầy thì dùng 2 tiếng 50 phút cũng còn 49%. Và tiếp tục dùng đến ngày 21 về đến Việt Nam là 1 tiếng 08 phút còn 26%. Thì với 4 tiếng on screen mà còn 26% và đặc biệt là ngày 20-21 là lúc anh bên Mỹ là anh làm vlog, anh quay video. Thì anh thấy rằng đây mà thời lượng pin rất là tốt ở con này. Và cái quá trình mà mình sử dụng, mình trải nghiệm, mình trên máy bay chơi game với thương tinh thì đây một con máy có thời lượng pin ngon mà rất nhiều anh em đã hỏi rằng là từ S23 Ultra pin tốt thì S24 có cải thiện không? Có một bạn inbox cho anh hỏi là on screen được 10 tiếng không anh? Anh thì trả lời luôn là anh không dám chắc. Nhưng mà anh thấy rằng pin năm nay đã tốt hơn. Và vật phẩm studio là sắp tới có bài test pin. Dạ, hôm qua Long Ngọc vừa test xong và pin còn trâu hơn cả chiếc iPhone 15 Pro Max. Thì trâu hơn như thế nào thì các bạn đợi video đấy là sẽ biết nha. Đấy, em cũng biết là tại sao Samsung họ pin tốt như thế. Bởi tại vì sao? Họ bóp mất hiệu năng của chip. Ok đấy, đúng rồi. Bình thường là với những mẫu máy sở hữu con 8Gen 3 khoảng 2 triệu AnTuTu đúng không? Đấy thì con này chỉ khoảng tầm 1 triệu 8 thôi. Và 1 triệu 8 á? Vâng, khoảng tầm 1 triệu 8 thôi. Tức nghĩa là Samsung vẫn duy trì như thường lệ là vẫn sẽ không cho bung hết toàn bộ hiệu suất. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà khi mà test 3D Max là nó có kiểu bị báo là quá nhiệt hay gì không? Không, không bị báo quá nhiệt. Và em cũng check rồi thì nếu mà chơi game bình thường nhá, những con chip Snapdragon 8 Gen 3 khác nó ăn cỡ khoảng tầm 4.5W điện. Thì Samsung chỉ ăn cỡ khoảng tầm 4W điện thôi. Rõ ràng là nó bóp lại. Đúng rồi. Và rõ ràng là cái phần điện năng tiêu thụ tiết kiệm được đáng kể luôn. Rồi. Chơi game thì có hiệu suất có bằng mấy con kia không? Hiệu suất thì so với 15 Pro Max ấy. Không bằng. Cũng không bằng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, giảm hiệu năng đi thì nó phải... Nói chung là anh em thấy là S23 Ultra và S24 Ultra vẫn tiếp tục là bóp hiệu năng của con chip mạnh nhất của Qualcomm. Và chơi game thì xét ra là vẫn không bằng 15 Pro Max. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Rồi. Và bây giờ ta nói về phần camera thì mình cũng đã có bài so sánh rồi. Thì thực ra cái phần camera này nếu Khôi sử dụng bình thường thì có thấy gì khác biệt so với S23 Ultra? Nói thật là em không thấy quá nhiều sự khác biệt. Nếu mà có chăng là nó sẽ khác ở chút cái camera periscope thôi. Đấy thì nhiều chúng ta zoom nó cao cao lên khoảng tầm 100x ấy, thì nó có một chút sự khác biệt với con Galaxy S23 Ultra. Còn lại ở điều kiện bình thường thì đến cái thời điểm hiện tại em thấy là nó cũng không thay đổi quá nhiều. Nếu mà so với iPhone 15 Pro Max thì mình đã có video anh em có thể xem thì thực tế ra mình thấy rằng là hai chiếc điện thoại này thì mỗi con có một cái trường phái. Nếu mà mình thì mình sẽ thích cái iPhone 15 Pro Max ở cái chỗ nó không bị đẩy sáng quá.
Đúng nó rồi. để thành ra cái màu sắc của nó, đặc biệt là những cái màu tối như áo đen cái thứ tinh nó giữ được chính xác hơn. Samsung thì đặc trưng của họ vẫn là sẽ đẩy sáng lên, thành ra là với những ảnh mà up lên mạng xã hội thì nhìn, nhìn nó sẽ thích mắt hơn. Tuy nhiên năm nay riêng S24 Ultra thì mình có một điểm mình khá thất vọng, đó là con này không trang bị quay lốc. Không quay lốc như kiểu các khác. Tại vì thực ra nhé, ngay cả Xiaomi các thứ tinh đều đã tích hợp rồi. Không quay lốc. Nhưng mà Samsung lại không tích hợp, anh cảm thấy nó cứ bị cấn cấn. Bởi vì cái tính năng quay lốc đã là một trong những cái tính năng mà thực sự là một người dùng quan tâm nhiều về camera thì người ta có thì sẽ tuyệt vời hơn. Đúng rồi. Bản thân nha, iPhone 15 Pro Max sắp tới sẽ có một MV của ca sĩ Việt Nam được quay bằng 15 Pro Max. Thực sự nó rất là xịn. Nó lên chưa? Em không biết. Public chưa? Chưa public hả? Nhưng mà clip ấy trông rất là xịn và thực sự anh không nghĩ rằng nó có thể quay từ điện thoại. Thì cái vấn đề mấu chốt rằng là khi mà quay bằng lốc ấy, mặc dù nó có thể không được 10 bit chuẩn như kiểu là máy ảnh, nhưng cái thông tin để nó có thể lấy lại được và chỉnh thì nó vẫn rất tốt so với mặt bằng chung. Hôm đó anh xem luôn, hôm nãy anh xem thì cái ông đạo diễn chia sẻ rằng là cái việc mà cho phép cắm ổ cứng để quay trực tiếp khiến cho cái quá trình quay được rút ngắn đi cái công đoạn là phải cắm điện thoại và có file. Họ thì việc đổi ổ cứng sau đó quay tiếp liên tục như vậy nên thành ra cái tiến trình của họ cực kỳ tốt. Thì anh thấy rằng là Samsung là một hãng luôn luôn đua với Apple, nhưng mà không hiểu sao riêng về tính năng quay video thì Samsung năm nay lại không theo cái xu thế mà anh thấy rằng là đó là một điều tốt cho người dùng nhá. Chứ thực ra ví dụ con này để quay 8K thì không giải quyết vấn đề gì. Đúng rồi. Đúng không? Và có cái nữa là chúng ta nếu mà so có những cái điểm thì con này vừa có Bullet S Pen này, con này có AI. Thì cái AI của nó thì bọn mình có một video riêng, nhưng mà Khôi trong những ngày nay sử dụng đã thấy cái tác dụng hay là sử dụng tính AI là cái... Nếu mà AI cái em thấy hữu dụng nhất đó chính là cái search. Đấy, cái search đặc biệt là khi mà chúng ta nhấn như này. Này giống mình. Đấy, thì cái khoanh vùng để chọn nó có thể gọi là cái ok nhất. Khi mà em hay xem mấy cái linh tinh ở trên mạng ấy, em search, sau đó là như kiểu dùng Facebook chẳng hạn, search mấy đấy nó cũng rất tiện. Còn anh thì có một cái là cái xóa bóng mờ vật thể. Đây là cái tấm hình đây. Chụp trên máy bay hoặc chụp qua cửa kính. Đúng rồi, đây là mình ngồi trên xe khách. Hôm đó là mình đi ở Mỹ thì mình có chụp một con Toyota Supra màu đỏ trông rất đẹp nhưng mà bị bóng. Thì ngay lập tức đây là cái tấm mà đã xóa bóng mờ. Nó khác. Cải thiện được khá. Nó cải thiện rất rất rõ, mà đặc biệt là tại vì sao nó không bị ảnh hưởng đến những cái chi tiết. Tức nghĩa là cái hình nó trông rất tự nhiên như anh em đang thấy trên màn hình. Đây là một tính năng mình thấy khá hay. Nhưng mà một lần nữa tính năng này anh nhớ không nhầm là không phải có đầu tiên. Ngày xưa anh dùng con Huawei P30, P40. Em nhớ là tính này đã có trên một số máy rồi. Cũng có một số máy. Đấy thì iPhone thì nó lại không đi theo cái hướng là thêm tính năng như này. Mà iPhone thì họ nói chung là nó vẫn là cầm một con iPhone, nó trải nghiệm mọi thứ rất là cơ bản và để cho nó đảm bảo cái tác vụ của chúng ta thôi. Năm nay thì cũng có một số tính năng như kiểu là tự động gợi ý tin nhắn, tức là viết một đoạn ra như kiểu xin lỗi vậy hả? Cũng được thấy đang anh em chia sẻ trên mạng khá là vui. Rồi. Đấy. Như vậy đấy là những cái chia sẻ của mình và Khôi, hai người mà đều đã đang sử dụng cả iPhone 15 Pro Max và bây giờ thì có mấy ngày được trải nghiệm cả chiếc S24 Ultra. Đấy. Tự trông lại thì mình thấy S24 Ultra năm nay có những cái mà mình thấy ấn tượng như là viền màn hình của nó làm bằng đều này. Đấy. Đấy. Thiết kế vuông vức của nó thì ngày càng vuông hơn, cầm nó tay hơi cấn một tí nhưng pin cảm thấy châu hơn. Camera thì có thể gọi là vẫn vậy. Nói chung đấy. Là đó thì và quan trọng nhất là cái phần hiệu năng của nó thì vẫn sẽ bóp lại nên thành ra nếu anh em nào mà cày game thì iPhone 15 Pro Max vẫn đang có những cái điểm mà nó sẽ tốt hơn so với chiếc Galaxy S24 Ultra. Mà năm nay em thấy camera như kiểu quay phim ấy nó cũng khá ok ấy. Khá là ok. Và mấy đoạn nhưng mà vấn đề là thấy không? Trong cái bài là khi quay thiếu sáng, cái S24 Ultra da bị ám vàng nặng quá. Đúng rồi, nó năm nay kiểu cân bằng trắng nó bị không hiểu tại sao. Đấy là cái vấn đề thì có lẽ phải chờ những bản cập nhật phần mềm. Dù sao máy này cũng là chỉ là phiên bản đầu tiên. Mà các bạn thấy như ngay cả iPhone 15 Pro Max bán ra phát lỗi quá nhiệt luôn. Phải mất một thời gian để có thể cập nhật nhưng mà đến hiện tại gọi là đỡ rồi, tức là sau khoảng tầm 4-5 bản gì đấy thì anh em sẽ chờ đợi S24 Ultra, bọn mình sẽ tiếp tục update cho các bạn. Và đâu là sản phẩm điện thoại anh em yêu thích hơn thì hãy comment xuống ở bên dưới nha. Và chờ đợi bài test pin chuẩn bị lên sóng tiếp theo của Vlog Studio. Hẹn anh em trong các video lần sau.